Theo điều tra, vào tối ngày 7 tháng 12, Nghĩa chạy xe máy vào quanh khu dân cư A32 tại phường An Khê, quận Thanh Khê với ý định trộm cướp. Đến hẻm 1 Lê Trọng Tấn, Nghĩa phát hiện chị Phạm Thị Thảo đang đi bộ về nhà. Trên cổ đeo dây chuyền vàng nên dòng xe quay lại nhờ hỏi đường. Trong lúc chị Thảo nhiệt tình chỉ đường, hai tay đang bưng và xách đồ, Nghĩa giật phăng dây chuyền của chị rồi bỏ chạy. Quá trình gây án của Nghĩa bị camera an ninh ghi lại. Công an quận Thanh Khê truy xét và bắt giữ được nghi phạm. Nghĩa khai đã đem bán dây chuyền của chị Thảo lấy 3 triệu đồng để tiêu xài.